Ừ. Ừ. Ví dụ như chị nhúng lửa rồi sao? Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp. Và phía sau lưng đây là ngôi nhà của một cô gái tật nguyền, nhưng mà với một cái đôi chân kỳ diệu thì chị có thể làm tất cả mọi việc, cũng như là làm những cái công việc nhà của bác quý anh chị. Và để tìm hiểu thêm về điều đó thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để vào ngôi nhà của chị nha. Nghe rằng thì em Phong có chia sẻ rằng là chị có thể lau nhà, quét nhà, nấu cơm và thậm chí là cả chuốt cọng dừa luôn. Và đây nè, cô bác anh chị này là bao nhiêu tuổi không? Chị Hương này chắc năm nay 38 á chị Hương. Em chào chị nha. Chị tên gì? Hương. Chị có một người con gái đúng không? Dạ. Dễ thương lắm. Bé nó hôm nay nó đi học rồi. Chị bị tật nguyền từ lúc nhỏ, nhưng mà đến bây giờ á là tự làm hết tất cả mọi việc trong gia đình, quét nhà, xếp mùng mền, giặt quần áo, nấu cơm và thậm chí là đi hái ớt luôn. Chị hái ớt được luôn hả chị Hương? Anh thấy ở bên đây là có một cái cọng tàu dừa, cọng dừa. Đã này là do chị Hương chuốt hay sao không? Dạ, chị Hương tự làm luôn á. Trời ơi, đúng là ông trời không lấy đi tất cả ha. Ở nhà chị Hương là có bao nhiêu người Phong? Nhà chị Hương là có mẹ, chị và đứa con nữa. Dạ. Có ba người thôi. Hôm trước thì có ba, nhưng ba vừa mới mất. Xanh gai như vậy luôn hả chị? Xanh gai là nó không biết ngầu, nó thì nằm mất mất. Rồi cháu ngoại hay cô chị là đi học rồi? Đi học còn lớp 7 à? Dạ. Ba có cháu cô có thể chia sẻ. Cô có thể chia sẻ. Đây không có chứ không? Ba có cháu giờ không biết đường đâu giờ hết. Dạ. Cũng chia sẻ thêm cho anh Hồ với mọi người rõ là chị Hương á, là hồi xưa là bị một cái người trong làng cũng không có tử tế, rồi dẫn đến là có đứa con, và sau đó thì người ta không có thừa nhận, cho nên là chị một mình nuôi con. Ồ, chị chuốt kìa. Chuốt. Trời ơi, chị có một cái đôi chân kỳ diệu ha. Ngày hôm nay thì mình và anh Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tam Nông, thuộc tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước mọi người, đây là chị Hương. Chị Hương thì có cái biệt tài, đó là làm mọi việc bằng đôi chân của mình. Chị thì thực sự là bị tật nguyền từ nhỏ. Và đến bây giờ thì chị một mình tự lo hết tất cả các cái việc trong gia đình. Trong đó cụ thể như là có thể nấu cơm này, giặt quần áo này, hai ớt nè, rồi ở nhà thì chuốt rau dừa để làm những cái chổi á, và tất tần tật mọi việc đều làm bằng cái đôi chân của mình. Ngoài ra thì chị Hương còn làm được việc gì nữa vậy cô? Làm nhà, chụm củi, sắc thuốc á. Chụm củi, sắc thuốc nam luôn. Chụm quẹt, chụm lửa luôn được á. Dạ. Quẹt quẹt là chụm lửa được. Chị xíu nữa cô chuẩn bị giúp con cái bếp ấy, để cho mọi người xem cái lò ấy giống hư rồi. Hư rồi. Rồi đốt lửa đâu? Đốt lửa, quẹt quẹt lên đốt lửa. Quẹt hoặc quẹt được luôn được, ha. Được, quẹt đốt lửa được. Vậy xíu nữa cho mọi người cùng xem luôn ha cô. Anh Hồ thấy không? Này, anh bất ngờ ghê không Phong? Còn mà mình phát hiện cái tài năng của chị là khi nào hay không ha? Ở nhà chị tự mò mẫn và tự làm. Không ai chỉ, không ai biểu hết á. Thấy có việc là làm. Tại vì thương mẹ và thương con á. Cách đây khoảng hơn 10 năm về trước thì chị Hương bị một cái người đàn ông trong xóm á giở trò đồi bại, dẫn đến là chị có con. Và sau đó thì khi mà chị mang thai á thì người cha, người mà đã từng giở trò đồi bại thì gần như là từ chối, không nhận. Và thấy cái tưởng đó là cuộc sống của chị sẽ bế tắc, nhưng mà không ngờ là chị lại có cái nghị lực đó là đi
làm cái công những cái công việc như này này để kiếm thêm một ít tiền mua gạo, mua quần áo nuôi nuôi con mình. Và đến bây giờ thì chị làm mọi thứ đều một cách nhuần nhuyễn luôn. Anh nhận thấy rằng là khi mà chị làm cái đôi chân của chị á, nó thuần thục như là một cái đôi tay á. Và ngoài cái công việc này thì cái chị chỉ nhờ mẹ của mình làm cái công việc vệ sinh thay đồ rồi đúng không? Từ giặt đồ luôn nha, từ giặt đồ được luôn. Trời ơi. Làm thậm chí làm rất là điều nghệ ha, nó không có bị hư, bị nãy giờ những sợi tao dừa có sợi nó hư hết á. Cầm cái dao thấy nó ớn không anh Hồ? Ớn. Nói chung mình rất sợ luôn á, tại vì mình. Trời ơi. Nè, con đây, rồi, nè. Bây giờ cái việc bài thứ hai là chị nhúng lửa bật bếp ga nấu mì. Ga nấu mì đây. Có hôm thì mình tình cờ xuống thấy chị đốt lửa nấu thuốc, sắc thuốc cho mẹ uống nữa. Đây là cái bếp ga nè. Trời trời. Hay trời. Thôi chơi cười kìa. À, từ khả năng bật lửa luôn. Còn ví dụ mấy hôm mà chị chùm củi rồi sao? Bếp củi sao? Còn như ở trước em thấy có cái quả, có cái trái xoài á. Chị nấu được không? Chị gọt được không? Chị gọt xoài được không? Được hả? Chị lấy quả. Rồi chị tắt lửa đi, chị tắt lửa đi chị Hương. Đó, tắt nè. Trời ơi trời. Ôi à. Chị gọt vỏ kìa. Ở nhà là tự gọt xoài ăn luôn hả? Ăn tự gọt hết. Ừ. Ờ. Việc mà chị ăn uống sao hay ăn con? Ăn uống bằng cái giò không? Ăn uống giò. Nhà làm mà làm gì cũng bằng cái giò, không có tay làm không có được. Dạ. À, xíu nữa chị gọt xoài xong chị thử lấy cái miếng xoài chị ăn thử sao ha. Cười rất là vui nha. Giờ nó gặp mừng lắm, nó kêu liền đó, nó không biết kêu biết cái đầu lần lập lần đầu lần sau mừng lắm đó. Anh Hồ lần đầu tiên gặp chị Hương chứ lần sau mà anh đến là chị mừng lắm. Ừ. Rồi cái việc mà chị làm như thế này nhiều như thế này rồi chân có bị tê không con? Không, bình thường, làm gì bằng cái giò vậy không đó, không có bị mỏi không bị tê không. Luôn thôi. À, chị gọt không có bị vi phạm với cái phần thịt của trái xoài nhiều. Thơm mùi xoài ghê. Xoài chín. Chào gọt ăn miếng đi. Chưa, chị nói chưa. Ở nhà thì rửa chén còn sao? Rửa chén thì lấy cái giò quậy vô. Ừ. Lấy cái giò lấy miếng cướp quậy vô. Rửa sạch không cô? Sạch, sạch. Sạch ha. Còn giặt đồ thì lấy bằng chải sạc. Để xuống sạc. Cô là chỉ có mình chị Hương thôi. Ba còn hai đứa em. Nó lớn hết có tật, còn hai thằng trai. Dính rồi, dính rồi. Đi rửa đi, mang đi rửa đi chị Hương. Khỏi rửa. Khỏi rửa. Rửa, chị rửa cho mọi người xem. Cắt này, cắt miếng xoài nè. Đó. Ôi ôi. Mình thấy mất sợ. Không sao, không sao. Mình đó, lật lên, thấy không? À. Rửa miếng đấy đi. Mang miếng đấy rửa đi, đi ăn đi. Hồi nãy chị xách cái miếng xoài á, anh sợ không? Sợ là đâm vào chân ha. Sợ đâm vào cái chân bên đây nè. Nhưng mà không sao. Làm được hay lắm. Này má nghe bớt đi. Rồi.
ăn tất cả ăn năng chân hết. Có một điều nữa là cực kỳ thương con, thấy con gái đi đâu về là lấy đồ ăn cho ăn luôn à. Chua ngon không? Ngon. Cho mọi người cùng xem nè, chị tự ăn nè. Thực ra thì mình nhìn như vậy rất là khó, có nghĩa là giống như chị thì rất là mệt, nhưng mà bình thường thì mình niêm á, không thấy đường số kim nó rõ trần. Cô lấy giùm con kim chị á, không thấy đường số kim là nó rõ trần. Chị số kim được luôn hả? Được, quay đầu cũng được. Mày phá luôn. Mấy cô chú nói là chị nấu bằng bếp ga thì nguy hiểm, nhưng mà thiệt ra thì nấu bếp củi nó càng nguy hiểm hơn, tại vì lửa nó văng vào người á. Có mấy đợt mình thấy là chị tự thổi lửa nè, chùm củi nè, phơi củi nè và nấu bằng lửa luôn. Và hôm nay thì cho mọi người cùng xem những cái biệt tài của chị Hương. Có khả năng là xỏ chỉ vào cây kim bằng đôi chân của mình. Lâu nhà ha. Dọn sạch sẽ không? Chị làm cái công việc này lâu chưa ha cô? Lâu rồi. Hồi đó đi cũng không có được, ngầu lết không mà đi không có được đâu. Sao lại đòi tôi dép á, kêu tập đứng gì đi, tập đứng gì đi. Mà giờ muốn đi muốn té. Đứng gì đi là một muốn đôi chân đứng không vững, nhưng mà có thể làm được mọi việc hết. Làm được mọi việc hết. Chứ nữa anh sẽ thấy chị rất khó khăn luôn nha. Đứng gì đi là đi muốn té, đi đứng gì là khi té gì nào té đó. Bây giờ thì cho mọi người cùng xem nha. Chị Hương có khả năng là xỏ chỉ vào cây kim bằng đôi chân yếu ớt của mình. Bình thường thì chị xỏ chỉ kim và may quần áo cho con gái của chị. Có rất là nhiều bộ đồ mà chính chị Hương tự may. May đồ được luôn. May đồ được luôn. Cô rồi. Lấy những cái đồ mà chị Hương đã từng may bỏ đâu hết rồi Hương. May cho con gái á. Bỏ hết nè. Nó may đồ con nó mà bạn sờ xúc cái like cái đầu nó lấy nó may lại chứ. Đúng là chị là tàn nhưng không phế. Sao chị? Không sao. Mình nhìn sợ ha. Sợ đâm vô á chị. Sao mình cảm giác mình sợ sợ ta. Em không thấy đường mai gì kêu nó sợ cái nó sợ à. Giờ mà mình tự xỏ cũng hơi khó. Chị đang lấy cọng chỉ ra. Chị lấy cọng chỉ. Đục cục được rồi. Chị nói gì vậy? Chị muốn làm gì vậy cô? Làm gì? Cọng chưa. Hả? Cọng chưa. Hai cọng thì lấy cọng thôi nè, lấy cọng này nè. Cọng chưa. Gấu rồi hả? Gấu rồi, đâu rồi, gấu rồi. Rồi hết rồi hả? Rồi, lấy khác để bỏ này đi, hay là xỏ đó. Xoay qua hướng bên em nè, cho dễ. Đó, đó. Cho mọi người cùng xem luôn cho dễ. Cười gheo. Mừng lắm. Chị vừa làm mà vừa cười luôn kìa. Có một điều là cái cuộc sống của gia đình thì khá là bất hạnh, nhưng mà lúc nào chị Hương cũng lạc quan hết. Hai mẹ con à, nhỏ kia về đi học về thôi, hai mẹ con xấu bữa nào cũng giỡn. Chiều giỡn, chưa giỡn. Đừng về. Đang về. Dạ. Ê, chị về. Đối với chị thì cái công việc vận động rất là khó. Và ngay cả cái việc mà đi đứng là cả một vấn đề. Nhưng mà trên cái khó đó thì là chị có những cái tài năng mà mình không ngờ tới, như là chị có thể dùng cái đôi chân của mình xỏ cái cọng chỉ qua cây kim. Sao? Xong rồi. mọi người thấy không? Anh Hồ nói chưa hết câu là đã xỏ xong rồi. Rút cây kim ra cho mọi người xem. Cho mượn miếng. May vá rồi sao ta? Chị Hương quá giỏi. Rồi chị may làm sao vậy cô? Nó may tôi cũng không coi nữa nè. Rồi sao mà chị tóm lại cuộc coi cái máu gút cô?
mày sao không thể trời được, nó tắp là được, nó mày được. Có nghĩa là khi thấy mà lay quần con gái thì xúc ra là nó mày nó hết trơn à. Lấy kéo đâu phải, lấy cái đó mày đó à, mày cái này nè, mày cái vòng ấy nè, cái vòng đập nước đá đập, hả, cái vòng đập nước đá gì nè, đây nè. Mày gì chị nói mày gì cô không biết luôn, mày gì hả? Ok à, mẹ của chị Hương á thì đi làm tối nay đi hay ớt thuê cho người ta, cho nên là ở nhà chị Hương làm một mình. Chị cái này thiệt ra thì không ai bắt chị làm hết á, nhưng mà chị muốn là có một cái phần công việc nhỏ trong gia đình thôi, cho nên là mọi người cũng hiểu rõ. Anh có cảm nhận rằng là chị làm cái công việc này vì chị không muốn làm gánh nặng cho mọi người, chị muốn vượt lên trên cái số phận của mình. Đây là một cái miếng vải mà chị Hương đang may vá cho mọi người cùng xem. Tất tần tật làm bằng đôi chân. Nếu mà đôi chân người bình thường thì cũng chẳng nói gì hết, nhưng mà chân của chị thì khá yếu. Chút nữa chị là chị đi một đoạn cho mọi người xem là thấy là mình rất là sợ khi mà chị đứng dậy đi, rất là dễ té ngã. Xếp lại cho bạn. Dạ. Chị quét nhà bằng chân luôn hả chị? Cái chân không, mà quét làm gì cũng bằng cái chân không. Lại làm không được. Tại cái miếng vải nó vậy rồi. Sắp lại cho bằng. Sắp lại anh. Sắp lại cho bằng. Mà tiến tới từ từ, hay là đằng kia kìa đâu mà mình rất là sợ, nhìn mình sợ đâm vào chân lắm nha, không biết chị làm sao nữa. Ó sợ nữa ghê không, cười kìa. Quá chỉ dài với một cái đôi chân. Anh Hồ anh ta sợ là đâm vào cái ngón chân cái không, với một cái đôi chân tật nguyền và cả cái đôi tay chị không có cử động được, chị có thể làm được tất cả mọi việc. Mong thì cái video này sẽ mang đến cho mọi người một cái nghị lực sống. Trời ơi, em gặp em sợ luôn á. Chị Hương giỏi quá, chị Hương ơi. Vừa tội nghiệp chị mà vừa thương chị, lại thêm cái phần là rất là nể chị. Thì cái đôi chân của chị như Phong nói là sọ kim nè, lau nhà, quét nhà, rửa chén, nấu cơm, Nhúng lửa. Và ngay cả hái ớt, thuê mướn là lặt ớt. Cuốn ớt á. Cầm dao được, nấu đồ ăn rồi được không cô? Được, nó cầm dao thì chi chút rồi vừa rồi được. Gọt xài này kia thì được, mà đặt cuốn ớt thì được. Dạ. Cũng cả ngày, còn một ngày cũng 5-6 ký ớt. Đặt cuốn ớt. Một ký là được bao nhiêu tiền à? Ký được 5 ngàn. 5 ngàn. Đặt 5... ớt thì có 2 ngàn à. Có 2 ngàn lặt cuốn á. Còn đi hái được 5 ngàn. Tiền công á, mỗi ký á. Một chị ký nực hay sao ăn? Nực. Dạ. Lúc nào cũng đổ mồ hôi hết nè. Dạ. Lúc nào cũng đổ mồ hôi chứ mình. Rồi thôi bao nhiêu nữa rồi được rồi không? Dạ, thì cho mọi người xem để biết được cái biệt tài của chị. Thôi được rồi chị Hương, chị cắt qua một bên đi. Chị cắt qua một bên đi chị. Thật sự thì cái chân của chị rất là yếu, khó đi lắm. Cho nên là mọi người có thể thấy là chị Hương á làm được những cái việc như thế này là khá là giỏi rồi. Chị Hương đứng cất vào quên đứng lên cho mọi người xem thử chị đi lại nó khó khăn như thế nào chị Hương. Đứng vậy ra đây kìa. Dạ, chị Hương, được rồi. Cất qua bên ha. Đi xuống dưới bếp đi, xuống dưới bếp thử đi.
À, để cho đó. Chị thấy anh thấy đi không? Ờ. Tím ấy rồi. Từ từ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh đi từ từ. Ở nhà nè, mình gối là con gái ngủ là xếp xếp hết. Để cho mọi người thấy được rằng là việc đi đứng đối với chị Hương là cả một vấn đề. Nhưng mà trên cái đôi chân đó lại có một cái nghề được phi thường. Rồi, rồi đi ra đi chị. Đốt nhang rồi là chị có đốt nhang được không cô? Chị bật hoặc quẹt được luôn hả cô? Bật hoặc quẹt được, bật được. Ờ. Rồi nóng sao ta? Không có nóng. Dạ. Okay. Bật hoặc quẹt. Chị Hương làm cái công việc này những công việc khá là nguy hiểm luôn. Lửa rồi đốt lên vậy nó đôi khi nó nóng. Chị bật lên cho mọi người xem thử á chị. Quẹt thôi. Bình thường là chùm củi được luôn á. Chùm củi bật cầu quẹt lên dính lửa. Tao bật cầu quẹt lên coi. Ôi. Rồi ví dụ như chị nhúm lửa rồi sao? Cho mượn cái cọng tôm dừa cho chị đốt thử đi cô. Chị chậm sao chị? Đưa trong cái lá tao dừa hả? Cái gì vậy? Vậy cái gì không vậy? Có cháy, không có cháy nhà, quẹt đi, không có cháy nhà. Quẹt đi, không có cháy đâu, đây không có cháy nhà. Cái này dập lửa liền, dập lửa. Đốt lá, đốt lá phải chứ, để làm gì nè, để làm gì nó vậy đâu. Chị làm mấy đợt chụm cũng như vậy á. Vậy đó, vậy đó. Chế nha, chế nha. Hay không anh? Giỏi ghê luôn anh. Thôi rồi. Liền ra ngồi đi, thổi đi. Liền ra ngoài anh, liền ra ngoài. Vậy đó, chế nhà. Chế nhà. Nãy giờ thì mình với anh Hồ cũng có chia sẻ cái đoạn clip này trên một cái nền tảng livestream. Thì có một cái anh tên anh Khương ở bên Mỹ gửi cho chị Hương $100. Chút nữa thì mình sẽ gửi cho anh một cho chị Hương $100. Còn đây là tổng cái số tiền là 2,5 triệu. Mà hôm trước thì mấy cô chú cũng có gửi cho chị Hương, thì hôm nay mình cũng xin phép chuyển cho mọi người được rõ. Đó là một cái chị giấu tên gửi cho chị Hương là 300 ngàn. Anh Thiết 1 triệu đồng. Một người chuyển khoản cho chị Kim Ngân 300. Nhóm anh Phan Đình Toàn 800 và chị Phương 100. Tổng số tiền đó là 2,5 triệu cùng với $100 từ anh Khương ở bên Mỹ. Mình xin phép gửi cho chị. Cảm ơn. Sao đếm trong này là bao nhiêu tiền? Chị mở ra được không? Được, được luôn. Cảm ơn cô chú ở trên. Xin ở đây thì kết thúc đoạn clip này, mình sẽ cảm ơn cô gửi thêm $100 nữa. Rồi. Kìa. Thấy không, không chị để cái bao lì xì đứng lên. Rồi sau đó chị sẽ gấp ra. Tết nay lì xì cho con gái bao nhiêu? 200 ngàn. Tiền đâu có mà lì xì. Tiền lì xì. Lấy tiền luôn. Hay ha. Ôi. Đếm thử bao nhiêu tờ nè. Cứ đẩy đi. Chị biết tiền không cô? Biết. Anh đưa một cọc tiền bao nhiêu là đếm được đúng số tiền luôn ạ. Chị biết mệnh giá tiền luôn. Biết. Dạ. Chỉ là cái đó. 250. Tiền này chị làm gì? Tính làm gì? Để cho con đi học. Rồi cất vô phong bì đi.
Hôm nay thì mình với anh Bùi Hồ cũng có dịp ghé qua đây chia sẻ cái cuộc sống cũng như là những cái biệt tài của chị Hương, là một trong những người bị khuyết tật nhưng mà có được rất là nhiều điều phi thường. Thì câu chuyện này cũng như là một cách để tiếp sức cho nhiều người có thêm những cái động lực sống. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của anh Bùi Hồ và mình. Chắc là cho bằng làm những điều mà phi thường trong một cái con người không bình thường, với một cái đôi cơ thể yếu đuối, coi như là bị tay chân đồ cử động rất là khó khăn, nhưng mà chị làm những việc hay quá vậy đó. Dạ, vì một cái nghị lực sống nên mỗi lúc này sẽ mang đến cô bác anh chị một cái nghị lực trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị. Ô, chị cắt vô kìa. Lúc mà chị mở cái bao lì xì ra thì chị để đứng lên, còn khi mà chị nhét vô thì chị để nằm xuống. Rồi xong ha. Xong.